Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu, gồm các ông Phan Thanh Long, Phan Văn Dũng và bà Lê Kim Anh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa Khánh Nam kiến nghị nhiều vấn đề liên quan phát triển kinh tế xã hội thành phố, cũng như các bức xúc dân sinh. Cử tri đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trên địa bàn, nhất là đường giao thông, trong đó có dự án di dời ga đường sắt đã kéo dài nhiều năm. Cử tri phường Hòa Khánh Nam cũng kiến nghị thành phố cần tăng cường thanh kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, tránh để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Cử tri cũng đề nghị khắc phục bất cập trong chuyển mục đích sử dụng đất, quan tâm đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tuyến kênh từ bãi rác Khánh Sơn và một số vấn đề dân sinh bức xúc khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cảm ơn và tiếp thu các kiến nghị trách nhiệm của cử tri vì sự phát triển chung của thành phố. Trao đổi làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cho biết, 6 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội thành phố dần phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Trong điều kiện còn khó khăn, thành phố cũng dành nguồn lực lớn cho đầu tư công để tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hạ tầng đô thị. Để các dự án triển khai đúng tiến độ, ngoài nỗ lực của các đơn vị thì mỗi người dân trong vùng dự án cũng cần đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng. Đối với việc đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thì thành phố cũng đã có kế hoạch vốn để triển khai.